vừa người người nô nức, ngàn hoa răng răng khắp lối. Mẹ ơi hôm nay cho con đi xem lễ hội. Việc nhà thì đã làm xong, gọn gàng và đều ngăn nắp. Mẹ ơi hôm nay cho con đi xem lễ hội. Cái gì này này lọ lem, việc nhà mà đã làm xong, tại sao mày không mau mau đi kiếm thêm việc mà làm? Hãy nhìn lại mình mà xem, một con lọ lem xấu xí, thì ai cho mi hôm nay đi theo vui chơi lễ hội? Đúng rồi, mày là đùa mau, mà sao đòi tròi mâm son? Phải có áo mới chiếu chiếu xanh bước với ta mới.